Ngày 16 tháng 12 năm 2016, Giáo sư, Tiến sĩ Đinh Xuân Dũng, nguyên Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương đã quyết định trao tặng toàn bộ khối tư liệu gắn bó với ông trong gần 50 năm qua. Khối tư liệu bao gồm bản thảo các bài báo, các tác phẩm phê bình văn học, kịch bản phim do ông là tác giả hoặc là người chịu trách nhiệm về nội dung. Trong khối tư liệu giáo sư Dũng trao tặng cho trung tâm của luận án phó tiến sĩ về chuyên ngành văn học bằng tiếng Đức, ông bảo vệ năm 1982 tại Cộng hòa Dân chủ Đức là một tài liệu quý. Trong số tài liệu hiện vật trao tặng lần này, có chiếc máy khâu do Cộng hòa Dân chủ Đức sản xuất, đã gắn bó với gia đình ông gần 40 năm qua. Ông Bộc Bạch, trong những ngày tháng khó khăn, vợ tôi ngoài giờ lên lớp tại trường đại học văn hóa, còn chay thủng bay thêm quần áo vào buổi tối để kiếm thêm thu nhập. Hàng đêm ngồi bên vợ, Tuy ông Dũng làm công việc nghiên cứu, viết bài của mình, nhưng ông coi đó là nguồn động viên, chia sẻ giữa hai vợ chồng. Dường như tiếng lạch cạch đạp máy may của vợ đã trở thành âm thanh quen thuộc hàng đêm, đồng hành với công việc nghiên cứu của giáo sư Đinh Xuân Dũng. Nói về quyết định trao tặng khối tư liệu này, giáo sư Dũng thổ lộ. qua 9 năm dạy ở trường Đại học Tổng hợp Văn Lộ, qua gần 25 năm công tác trong quân đội và qua gần 17 năm công tác trong các ban của đảng, trung ương à, những tài liệu khoa học này thì mất mát đi rất nhiều bây giờ còn lại chỉ là một phần rất nhỏ nhưng nó là những cái kỷ niệm và đồng thời cái gì còn lại đó nó là uh, tâm huyết nó là mồ hôi nó là trí tuệ và nó khi có cả những đêm trắng làm việc của tôi trong những năm năm qua và tôi muốn gửi gắm cái niềm tin của tôi với tư cách là một nhà khoa học vào cái hoạt động của trung tâm các di sản khoa học Việt Nam để không phải cho cá nhân tôi mà cho mỗi một viên gạch cho sự đóng góp chung của các thế hệ những khoa học Việt Nam trong hơn 7 80 năm qua.